chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Putin bị hủy. Quang Sang xin kính chào quý khán thính giả của tin bà Sơ Mười. Bản tin thời sự được phát sóng vào lúc 19:30 hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, trong khi chịu tổn thất khủng khiếp trên chiến trường, lực lượng Ukraine lại bị người Đức nổi trận lôi đình chỉ trích vì để người Nga thu được chiến lợi phẩm quý giá. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan mới đây thông báo rằng Tổng thống Nga Putin sẽ đến thăm quốc gia thành viên NATO này. Thực hư ra sao và liệu ông Putin có đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trước những mối nguy hiểm có thể gặp phải hay không? Trong khi đó, lũ lụt đang hoành hành tại Trung Quốc do đợt mưa kỷ lục ở Bắc Kinh trong 140 năm. Thông tin rò rỉ cho thấy thiệt hại về người là rất lớn. Sau đây, mời quý khán thính giả cùng quan sát theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh tin Bà Sơ Mười News. Điều gì đang xảy ra trên chiến trường Nga-Ukraine? Theo các chuyên gia quân sự, các sự kiện trong 24 giờ qua trên mặt trận của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã có những chuyển biến rõ rệt. Quy mô cuộc phản công của Ukraine đang suy yếu. Các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine đã trở nên ít thường xuyên hơn và nhỏ hơn. Trong khi đó, quân đội Nga tiếp tục gia tăng thành công ở một số hướng. Các tác giả của kênh điện tín Ripa viết, theo hướng Starobelsky, quân đội Nga tiếp tục tiến hành một cuộc tấn công định vị dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Tại khu vực Novoselovsky, các đội tấn công đã tìm cách thâm nhập vào tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía bắc ngôi làng. Chiến sự dữ dội cũng được ghi nhận trên khu vực lâm nghiệp Serebryansky. Sau khi đẩy lùi một số cuộc phản công, quân đội Nga đã thành công tiến lên và chiếm một số thành trì của lực lượng vũ trang Ukraine trong rừng. Tài khoản DVA Major xác nhận rằng, ở khu vực Kremenaya, các đơn vị của chúng tôi tiếp tục tiến công trong khu rừng Serebryansky. Trang Wagonzo lưu ý rằng, theo hướng Luhansk, quân đội Nga đã tiến gần Bekurovka và tiến đến vùng ngoại ô phía đông của ngôi làng này. Lực lượng vũ trang Nga cũng đã chiếm một số vị trí mới ở Novoselovsky, phía sau đường cao tốc H-26. Trong khi đó, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục cố gắng gây áp lực lên Bakhmut và theo hướng Zaporozhye. Kênh Telegram của phóng viên chiến trường Rudenko hôm 4 tháng 8 đã đăng đoạn video về các thiết bị phá hủy của lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Zaporozhye. Trong số các thiết bị bị hỏng, có một chiếc xe tăng Leopard do Đức sản xuất. Cùng ngày, kênh Telegram có tên Làm Việc Đi Anh Em đã công bố một đoạn video về việc máy bay không người lái Lancet của Nga phá hủy khẩu lựu pháo M-77 của Mỹ được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng. Theo kênh này, với sự hỗ trợ của UAV, vị trí khai hỏa của khẩu súng đã được tiết lộ. Sau cú va chạm, đạn lựu pháo bốc cháy, mục tiêu bị trúng đòn trực diện. Trên khu vực Orekhovsky của mặt trận, Ukraine cố gắng duy trì thực hiện các cuộc tấn công vào Rebotino. Một đơn vị khác của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị tiêu diệt khi cố gắng vượt qua các bãi mìn gần ngôi làng. Có một thời gian tạm lắng giao tranh theo hướng Kherson. Ở khu vực Odleda, lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng tấn công nhưng cũng vô ích. Trong khi đó, các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị tấn công ở ba nơi cùng một lúc bởi lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Theo Oleg Chekhov, người đứng đầu trung tâm báo chí của tập đoàn quân Nga Vostok, máy bay ném bom, máy bay tấn công và trực thăng chiến đấu đã tấn công các phương tiện bọc thép và nhân lực của lực lượng vũ trang Ukraine gần Makarovka, Staromayorsky và Priudnoye. Máy bay không người lái Kamikaze đã phá hủy một chiếc xe tải chở các chiến binh Ukraine gần trang trại Otiap và một chiếc xe tăng gần Makarovka. Các máy bay chiến đấu Ukraine cũng chịu tổn thất trong nỗ lực phản công về hướng Urozhinoye và đã không thành công ở hướng này. Theo hãng tin AT, Bộ Quốc phòng Nga ước tính Ukraine đã chịu tổn thất hơn 43.000 quân trong tháng 6 và tháng 7 khi nước này tiếp tục nỗ lực phản công nhằm vào các vị trí của Nga. Tỷ lệ thương vong được phản ánh qua việc phá hủy một số lượng lớn vũ khí Ukraine, theo bản tóm tắt được công bố hôm 4 tháng 8. Báo cáo nêu rõ, hơn 4.900 vũ khí hạng nặng đã bị phá hủy trong cùng khoảng thời gian, 25 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard do Đức sản xuất, 7 xe tăng bánh lốp AMX, 10 SRC do Pháp sản xuất và 21 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất. Bộ này cho biết thêm, thiệt hại của Ukraine bao gồm 747 khẩu pháo và súng cối, trong đó có hàng chục khẩu nhận được từ Mỹ, Ba Lan, Pháp và Đức. Người Đức nổi giận, xe chiến đấu bộ binh tốt nhất của NATO đã về tay người Nga. Việc cung cấp thiết bị phương Tây cho lực lượng vũ trang Ukraine đang kéo dài cuộc xung đột. Điều này đã được các phương tiện truyền thông nói nhiều lần. Nhưng phương Tây vẫn tiếp tục bơm vũ khí vào Ukraine.
không quên ca ngợi và quảng cáo cho những bước phát triển các phương tiện vũ khí của chính họ. Lấy ví dụ chiếc PMP CV-90 của Thụy Điển, đây là một trong những phương tiện được đánh giá cao, ngay cả người Nga cũng quan tâm. Nó được cho là cân bằng, hoàn hảo, được bảo vệ bởi lớp giáp thép và chạy bằng động cơ diesel. CV-90 được mệnh danh là quái vật biến hình vì nó vốn không phải là tên của một loại xe cụ thể, mà là tên gọi chung cho nhiều thiết giáp được xây dựng chung trên một khung gầm CV-90. Điểm nổi bật trên chiếc xe này, nó có thể có nhiều vai trò linh hoạt dựa vào việc thay đổi các module trên xe. Ví dụ CV-90 có thể đóng vai trò như thiết giáp chở quân hoặc xe chiến đấu bộ binh. Tuy nhiên, chỉ cần thay đổi module tháp pháo trên xe thì CV-90 sẽ có khả năng hoạt động như xe tăng. Sau khi các lực lượng Nga bắt giữ xe chiến đấu bộ binh CV-90 của Thụy Điển, một loạt chỉ trích từ các nhà phân tích phương Tây đã giáng xuống Bộ Chỉ huy Ukraine. Trong số đó có nhà báo nổi tiếng người Đức Julian Rocker. Ông này đã cố gắng giải thích lý do tại sao CV-90 lại rơi vào tay người Nga và cực lực chỉ trích lực lượng vũ trang Ukraine. Nhà phân tích của tờ Bill này cho biết, xe chiến đấu bộ binh CV-90 của Thụy Điển đã rơi vào tay người Nga không phải trong cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine như dự định ban đầu của nó, mà là sau khi nó bị tách khỏi phần còn lại của lữ đoàn và được sử dụng, có lẽ cùng với một chiếc CV-90 khác, cho nhiệm vụ phòng thủ biệt lập gần Chernovo Bobovka. Nhưng điều khiến Ryovka tức giận là chiếc PMP CV-90 này đã đến quá gần tiền tuyến, nơi nó bị quân Nga phục kích và trúng đạn phóng lựu từ khoảng cách quá gần. Nói một cách đơn giản, Julian Rocker tuyên bố rằng lực lượng Ukraine đang sử dụng các thiết bị quân sự phương Tây do nước ông cung cấp không đúng chỗ. Hơn nữa, các chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine lại phạm phải một sai lầm chết người khác. Các lữ đoàn hùng mạnh được chia thành các nhóm bị cô lập và dễ bị tổn thương. Do đó, các thiết bị quân sự cho cuộc phản công của quân đội Ukraine cuối cùng lại rơi vào tay người Nga. Nhiều nhà quan sát cho rằng xe bọc thép CV-90 chứa nhiều bí mật. Tuy nhiên, sau khi bị bắt và mổ xẻ, thiết giáp quái vật biến hình được người Nga đánh giá như thế nào? Theo hãng tin AT, quân đội Nga bày tỏ sự hoài nghi về khả năng của thiết giáp bánh xích CV-90 mà Thụy Điển viện trợ cho Ukraine. Sau khi xem xét chiếc xe bọc thép mà Moscow tịch thu được từ Kiev, trong đoạn video ghi lại cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tới thăm một đơn vị quân đội Nga cấp dưới của ông, chỉ huy Andrei Movichev đã đưa ra lời nhận định về chiến lợi phẩm Nga thu được. Ông Movichev cho biết phương tiện do Thụy Điển sản xuất được đưa vào sử dụng từ năm 1993, khá giống một chiếc xe tăng. Tuy nhiên, chiếc CV-90 bị quân đội Nga thu giữ do trúng đạn APC-7, đơn giản và rẻ tiền. APC-7 là loại súng phóng lựu vác vai đã được sử dụng từ những năm 1960. Ông Movichev bình luận, phương tiện này, tức CV-90, bị vô hiệu bằng vũ khí có từ thời ông bà của chúng ta. Nhà quan sát quân sự của Tisseret, Viklet Shevchenko cho biết, không có gì cao siêu trong chiếc xe này, trên thực tế chỉ giống như chiếc Leopard của Đức. Ngay cả lực lượng vũ trang Ukraine cũng phàn nàn về xe tăng Leopard. Và tất cả các mạng xã hội đã lan truyền hàng chục bức ảnh và video về việc những chiếc xe tăng này bén lửa như thế nào trên chiến trường. Những phương tiện này chỉ bị phá hủy bởi một tên lửa ATGM. Nhà quan sát Levchenko nói, họ muốn đe dọa chúng tôi bằng Leopard. Và chiếc xe tăng này bị phá hủy chỉ bằng một tên lửa ATGM. Hiện tại, ngay cả ở phương Tây, họ bắt đầu hiểu rằng bất kỳ thiết bị nào của NATO, kể cả những thiết bị được ca ngợi nhất, đều không thể đứng vững trên chiến trường và mang lại thành công cho lực lượng vũ trang Ukraine. Cựu cố vấn CIA Jim Rikas, trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Lundabrew, đã bình luận rằng gần đây tôi đã nhìn thấy một chiếc xe tăng Leopard 2 của Đức đang bốc cháy. Vì vậy, người Nga đang tiêu diệt chúng. Đối với hệ thống tên lửa HIMARS của Mỹ, người Nga đã tìm ra cách tắt GPS của họ. Không có nó, đạn bay sai hướng và không gây hại. Theo ông, người Nga đã học cách bắn hạ không chỉ tên lửa HIMARS, mà điều tương tự cũng sẽ xảy ra với máy bay chiến đấu F-16 nếu chúng được chuyển giao cho Ukraine. Vì vậy, việc không có thiết bị nào giúp ích cho cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine không còn chỉ là giả định, mà là sự thật đã được binh lính Nga nhiều lần chứng minh trên chiến trường. Cựu cố vấn CIA Jeffrey Katz cũng đánh giá rằng thiết bị quân sự của Mỹ bị thiêu rụi và không giúp Kiev đạt được mục tiêu của cuộc phản công. Xung đột có thể kết thúc sớm hơn, do đó Zelensky đang cố gắng cầu xin đạn dược. Chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Putin bị hủy. Moscow gọi Erdogan đến hội đàm. Thổ Nhĩ Kỳ thông báo cho Nga về việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc và chuyến thăm của ông Putin. Moscow trả lời, không tính đến lợi ích của Nga thì sẽ không có thỏa thuận. Lãnh đạo hai nước không thống nhất về chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Putin.
nhưng đồng ý sắp xếp một cuộc gặp không rõ khi nào và ở đâu. Tuy nhiên ở đây chúng ta có thể thấy một ví dụ nổi bật về việc ông Erdogan đã cố gắng bẻ cong Putin như thế nào. Đó là ông Erdogan thông báo gia hạn thỏa thuận ngũ cốc vào giữa tháng 7 mà ông Putin được cho là đã đồng ý, trong 2 năm hoặc ít nhất 3 tháng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã trả lời: "Chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về vấn đề này. Ví dụ gần đây nhất, lần thứ 10 kể từ đầu năm, nhưng là lần đầu tiên sau hơn 5 tuần, là cuộc điện đàm giữa Erdogan và Putin. Do đó, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng thông báo rằng Tổng thống Nga sẽ đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin đáng ngờ này trùng hợp với cảnh quay xe thiết giáp của Thổ Nhĩ Kỳ bị binh lính Nga ở Ukraine đốt cháy và âm mưu của Ankara nhằm phá vỡ sự phong tỏa của Nga đối với các cảng của Ukraine trên Biển Đen. Ngay trước khi chấm dứt thỏa thuận, điều mà Moscow chắc chắn đã cảnh báo Ankara, người Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi tàu của họ đến Ukraine. Có thể là để Kiev sử dụng chúng làm nơi trú ẩn và làm con tin, với hy vọng ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Nếu mà Moscow coi trọng mối quan hệ với Ankara đến mức như người Thổ tuyên bố, trong những trường hợp này họ sẽ không dám làm như vậy." Ngay từ ngày 29 tháng 7, trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên, ông Putin lưu ý rằng ông không loại trừ chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cũng có thể có lựa chọn ông Erdogan sẽ đến Nga. Ngày của chuyến thăm đã không được đưa ra sau đó và ngay cả tới bây giờ. Về việc liệu ông Putin có đến một quốc gia đang trang bị vũ khí cho một quốc gia khủng bố láng giềng, xây dựng hải quân cho quốc gia này và giúp kiếm hàng tỷ đô la từ một thỏa thuận ngũ cốc được chi cho cuộc chiến với Nga hay không? Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov đã làm rõ vào ngày 2 tháng 8. Theo ông Peskov, sẽ không có cuộc gặp nào được nêu ra. Các bên đồng ý quyết định chính xác trong tương lai gần. Thứ nhất, về địa điểm sẽ xảy ra. Và thứ hai, về thời gian, mọi thứ sẽ được thực hiện thông qua các kênh ngoại giao. Dịch vụ báo chí của Điện Kremlin cũng thông báo việc chuẩn bị cho một cuộc gặp có thể xảy ra giữa hai nhà lãnh đạo. Và trong trường hợp này, cả ngày lẫn địa điểm đều không được nhắc đến. Đồng thời, ông Putin và ông Erdogan đã nói về việc tiếp tục liên lạc ở các cấp độ khác nhau. Theo Tisseret, sự thú vị của cuộc điện đàm được đưa ra bởi các báo cáo rằng lần này ông Erdogan không liên lạc được ngay với ông Putin. Tại sao? Bởi vì Putin đã bắt đầu giáo dục Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, giải thích rằng một thỏa thuận ngũ cốc chỉ có thể được thực hiện nếu lợi ích của Nga được tính đến. Điều này không xảy ra trong thực tế trước đây, và tất cả mọi người, ngoại trừ Moscow, đều hài lòng với điều đó. Ông Erdogan, người bị ông Putin hạ gục, theo dịch vụ báo chí của Điện Kremlin, bày tỏ lòng biết ơn đối với giới lãnh đạo và người dân Nga vì sự giúp đỡ của họ trong việc dập tắt đám cháy rừng. Nga đã cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ 2 máy bay đổ bộ B-200 mà Hy Lạp, quốc gia đã bị suy yếu nghiêm trọng trong những năm gần đây, mơ ước có được. Ông Erdogan cũng ngưỡng mộ, như đã báo cáo trong văn phòng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, rằng vào năm 2023, một kỷ lục mới về lượng khách du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ từ Nga có thể được thiết lập. Năm ngoái, 5,2 triệu khách du lịch Nga đã nghỉ ngơi ở đó. Du lịch là một trong những ngành mũi nhọn của nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2018, 6 triệu công dân Nga đã đến thăm đất nước này. Kỷ lục này vẫn đứng vững đến giờ. Về đề nghị gần đây của Putin gửi ngũ cốc miễn phí tới các nước châu Phi, ông Erdogan hôm 4 tháng 8 nói rằng: "Chúng tôi đồng ý với Nga về vấn đề này, nghĩa là chúng tôi sẽ biến ngũ cốc đến từ Nga qua hành lang Biển Đen thành bột mì và chúng tôi sẽ vận chuyển bột mì đến các nước nghèo châu Phi và các nước kém phát triển." Ông Erdogan cũng nói rằng ông đang trông đợi vào chuyến thăm của Vladimir Putin vào tháng 8. Andrei Kotunov, giám đốc khoa học của Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga, nhận xét như sau: "Chúng ta không nên quên rằng Thổ Nhĩ Kỳ có truyền thống là người tiêu dùng lớn ngũ cốc của Nga, không chỉ với tư cách là người tiêu dùng cuối cùng mà còn là quốc gia trung chuyển. Đặc biệt, một lượng đáng kể ngũ cốc của Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được chế biến thành bột và sau đó được cung cấp cho bên thứ ba." Về vấn đề ông Putin thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Erdogan đã nói về điều này khoảng một tháng nay. Điện Kremlin vẫn chưa xác nhận rằng chuyến thăm này sẽ diễn ra. Đó là có thể họ sẽ xác nhận, nhưng không có gì hơn. Cho đến nay, đối với tôi, đó cũng là một kiểu câu hỏi thương lượng, vì rõ ràng là việc ông Putin đến Ankara hoặc Istanbul sẽ có lợi cho Erdogan. Đây cũng là một kiểu xác nhận vị thế của Erdogan với tư cách là một tay chơi lớn trong giải đấu chính trị thế giới. Rõ ràng là Nga muốn đạt được điều gì đó cụ thể từ chuyến thăm này. Và gần đây chúng ta đã thấy những bất đồng nghiêm trọng giữa Ankara và Moscow về một số vấn đề rất khác nhau, từ Ukraine đến các vấn đề khu vực như Syria. Tất nhiên, những bất đồng này về nói chung, điều mà nhiều người trong chúng ta coi là khuynh hướng mới của Ankara đối với phương Tây, xảy ra sau cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, đã làm phức tạp thêm quá trình chuẩn bị cho cuộc gặp.
Cho đến nay, thực sự vẫn chưa rõ khi nào cuộc họp này sẽ diễn ra. Không rõ nó sẽ diễn ra ở đâu, liệu nó sẽ diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ hay ở một nơi nào khác. Địa điểm và ngày chính xác của cuộc gặp giữa các Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa được thống nhất. Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, địa điểm của cuộc gặp sẽ được thảo luận, không nhất thiết phải là Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy có thể thấy, sau những phép thử bất thành với Nga, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan buộc phải quay lại với sự nhúng mình khôn ngoan vốn có. Rõ ràng việc căng thẳng dẫn tới đóng băng mối quan hệ với cường quốc láng giềng sẽ chỉ làm Thổ Nhĩ Kỳ thêm bất lợi. Do đó trước mắt, mối quan hệ giữa hai quốc gia này sẽ tạm thời yên ắng để dừng lại sự chú ý của cộng đồng quốc tế sang các khu vực khác, với những vấn đề lớn đang diễn ra như tình trạng thiên tai kinh hoàng ở Trung Quốc. Lũ lụt ở Trung Quốc, hơn 200 xác chết được tìm thấy ở môn đầu câu, trác dầu ở độ sâu 12 mét. Theo CNN, hơn 1 triệu người đã phải di dời khỏi nhà của họ ở tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc sau tàn dư của cơn bão Dosuri, đổ bộ vào tỉnh phía Bắc với 75 triệu dân và các thành phố lân cận Bắc Kinh và Thiên Tân từ cuối tuần trước, dẫn đến lũ lụt nặng nề khiến cư dân mắc kẹt, cầu đường cao tốc bị cuốn trôi. Cơn bão mang theo lượng mưa lớn nhất mà Bắc Kinh đã trải qua trong 140 năm qua, đánh dấu một thách thức quan trọng về khả năng ứng phó thiên tai của khu vực mà các chuyên gia cảnh báo sẽ trở nên thường xuyên hơn cùng với biến đổi khí hậu. Tính đến thứ Tư, chính quyền đã xả hơn 1 tỷ mét khối nước lũ vào các khu vực kiểm soát lũ, bao gồm đất nông nghiệp và khu dân cư cũng như hồ và vùng đất ngập nước. Từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 2 tháng 8, khi thị sát công tác cứu trợ thiên tai, Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc cho biết đã bắt đầu sử dụng vùng trữ nước lũ để giảm áp lực chống lũ với mục đích bảo vệ thủ đô Bắc Kinh. Trác Châu cách Bắc Kinh 70 km đã trải qua nhiều đợt xả lũ và mức nước dâng cao. Cả thành phố chìm trong biển nước, nhiều ngôi làng cũng bị nhấn chìm bởi nước lũ. Không có nước sạch sinh hoạt, không có điện, thức ăn hay internet, nhiều người dân đã bị mất liên lạc. Vào ngày 2 tháng 8, chủ đề nước tích tụ ở Trác Châu cao gần 6 mét đã lọt vào danh sách tìm kiếm xu hướng trên internet Trung Quốc. Theo đài NTD TV, một nhân viên cứu hộ ở Trác Châu cho hay, nước sâu tới 7 đến 8 mét, 8-9 mét, nơi sâu nhất là 12 mét. Bây giờ sẽ đi giải cứu nhóm người bị mắc kẹt khác. Trác Châu là nơi đặt kho của nhiều nhà xuất bản. Một lượng lớn sách cũng đã bị thấm nước và hư hỏng. Nhà kho rộng gần 8.000 mét vuông của công ty cổ phần sách Hoa ngữ thời đại Bắc Kinh, với khoảng 3,6 triệu cuốn sách gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Thiệt hại ước tính 220 triệu nhân dân tệ, khoảng 727 tỷ đồng Việt Nam. Ông Trầu Bân, người đứng đầu công ty sách Thiên Hà Tập Văn Bắc Kinh, nói rằng ông không hề nhận được thông báo xả lũ. Lũ lụt nghiêm trọng cũng gây ảnh hưởng đến đường sắt. Chuyến tàu K-396 bị mắc kẹt trong 2 ngày 2 đêm. Trong số hơn 900 hành khách, có hơn 300 người đã đi bộ 10 tiếng đồng hồ và đến ga Phong Đài ở Bắc Kinh vào sáng ngày 2 tháng 8. Sau khi lũ lụt ở quận Môn Đầu Câu và Xuân Bình ở Bắc Kinh qua đi, để lộ ra một lượng lớn xác ô tô ngầm trong bùn đất. NTD TV cho biết, theo một bức ảnh chụp màn hình tin nhắn được lan truyền trên mạng, một tình nguyện viên tham gia cứu hộ ở Môn Đầu Câu tiết lộ rằng chỉ riêng đội cứu hộ của anh đã tìm thấy hơn 200 thi thể. Tuy nhiên, con số chính thức chưa được phía Trung Quốc công bố. Vào tối ngày 2 tháng 8, bà Lý Na, Phó Giám đốc Sở Thủy lợi tỉnh Hà Bắc cho biết, hiện tại mưa đã kết thúc nhưng vẫn sẽ có từ 300 triệu đến 400 triệu mét khối nước chảy qua Trác Châu trong thời gian tới. Phải mất khoảng một tháng thì nước tại các vùng chứa trữ lũ mới rút. Tuy nhiên, nỗ lực cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin lực lượng cứu hộ từ khắp các tỉnh thành của nước này đã đề nghị cử người hỗ trợ Trác Châu, nhưng một số chưa được chấp nhận. Chính quyền địa phương giải thích lý do ngừng tiếp nhận các đội cứu hộ từ nơi khác đến là việc hoạt động cứu trợ thiếu sự phối hợp, đổ dồn về một khu vực có nguy cơ gây mất an toàn. Trong lúc chưa kịp khắc phục hậu quả lũ lụt do bão Dosuri, Trung Quốc tiếp tục đối mặt nguy cơ bão Khanen đổ bộ. Cơn bão với sức gió giật 222 km/h này đã quét qua tỉnh Okinawa và Kagoshima của Nhật Bản, khiến hai người chết và đang tiến về phía Tây, dự kiến tiến sát Chiết Giang, Phúc Kiến. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ kênh tin 360 News. Mọi bình luận, nhận xét và sự chia sẻ video này của quý vị đều là nguồn động viên quý giá cho đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo. Và bây giờ Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Thân ái, chào tạm biệt.